Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lộn Cái Bàn, buổi talk show mỗi chủ nhật để chúng tôi tán nhảm về những thứ mà không ai hỏi. Như chúng ta đã biết thì Spider-Man Across the Spider-Verse vừa mới ra rạp và đây là phần 2 của loạt phim Into the Spider-Verse ra mắt vào năm 2018. Một loạt phim mà chắc chắn là được nhiều người mong chờ vì phần 1 không chỉ là một quả bom, nó là beef hole mẹ luôn. Như là nổ. Điều mà nói thì hồi đấy tôi cũng không mong chờ gì lắm vào phim của Sony. Nhưng mà cuối cùng thì nó đã thành công đến mức mà đạt giải là phim hoạt hình Oscar luôn. Thì Into the Spider-Verse đã làm tôi này, và cũng nhiều fan khác khá là mong chờ phần tiếp theo. Mặc dù là tôi cũng không nghĩ là nó mất phải đến 5 năm đâu. Vậy thì liệu Across the Spider-Verse có tiếp nối được những gì mà phần 1 đã gây dựng? Và quan trọng nhất là nó có đáng bỏ tiền ra rạp hay không? Rồi mình trả lời câu hỏi này rồi. Vì câu trả lời chắc chắn là có, phim siêu anh hùng hay nhất năm phải xem ở rạp. Thì chúng tôi đã có review cho Across the Spider-Verse rồi. Trong video đó thì tôi cũng được nghe sếp Việt đây nói là nó hay hơn nhiều phần 1. Tôi xem đến lần thứ 2 rồi thì tôi lại thấy không là như thế lắm. Nên là hôm nay thì tôi ông cãi nhau xem là tôi đúng hay là ông sai. Và còn chần chừ gì nữa mà không, lặng cái bồn. Lặng cái bồn. Sau qua về nội dung thì cái Across the Spider-Verse bắt đầu khoảng 1 năm và các sự kiện ở phần 1 này. Khởi đầu với Spider-Gwen giấu búa đi bắt tội phạm rồi gặp một phản diện từ vũ trụ khác này. Rồi được Spider-Man 2099 và Spider-Woman tuyển vào Spider-Society, một tổ chức được lập ra để đá chén cơm của TVA trong Loki. Hay nói cách khác là một tổ chức lập ra để bảo vệ dòng thời gian đa vũ trụ, hoặc là Spider-Verse theo cách gọi của phim này. High five. Nhân vật chính Miles Morales sau phần 1 thì cũng trở về vũ trụ của mình và có cùng vấn đề với Gwen, đi bắt tội phạm nhưng mà phải giấu gia đình. Cho đến khi đụng phản diện mới nhất của phần này là Spot, tên khoa học điên trong phần 1 bị Miles vô tình biến thành mục tiêu bắt cóc của Cruella. Bây giờ thì hắn có sức mạnh du hành đa vũ trụ và muốn trả thù Miles. Không cần nói nhiều thì Miles nhập bọn với cả Gwen và các nhận khác để mà đi tìm Spot. Nhưng mà khi khám phá ra bản chất của Spider Society thì Miles phải đưa ra lựa chọn: thay đổi số phận hoặc là chấp nhận nó như tất cả những người nhận khác trong đa vũ trụ. Cá nhân tôi thấy thì sau khi xem Doctor Strange 2 và Loki thì tôi thấy bắt đầu là không còn quá thích thú với khái niệm đa vũ trụ nữa rồi, hay là thực tại song song vì nó cũng khá nhàm rồi. Một phần là vì mấy cái nó cũng quá vĩ mô, quá tầm hiểu biết của tôi và nó khá là khó để nắm bắt nếu đặt mình là khán giả đại chúng này. Và chủ yếu là vì Marvel triển khai nó chưa hay lắm. Cái Across the Spider-Verse thì làm khá là tốt. Cảm giác là những cái đa vũ trụ này nó dễ nứt hơn tất cả những gì mà Marvel từng làm. Tại vì nó tự nhiên, nó không bị chèn ép và nó không bị cố thể hiện ra là đây là Spider-Verse đấy. Mà nó cứ đập vào mình thôi, nó cứ lướt qua mình thôi. Thì cảm giác dễ tiếp thu hơn rất nhiều. Thế thì cuối cùng là ông muốn chê cái gì về Spider-Man 2? Thì đầu phim xem đi thì rất sướng đi. Kiểu visual, rồi là hình ảnh, rồi là art, rồi là các concept rất tuyệt vời. Nhưng mà từ giữa đến cuối thì phim hơi bị chậm nhịp. Hôm đấy là tôi đi xem vào lúc 7 giờ tối, 8 giờ tối sau một ngày làm việc khá là mệt. Thì đến khoảng giữa tôi ngủ lại, tôi ngủ một lúc ấy. Thực ra là phần lớn thì cũng là do tôi mệt, nhưng mà phần nhỏ tôi nghĩ là phim đoạn cuối nó cũng bị hơi lê thê ở đoạn sau thật. Cái vụ mà họp gia đình thì nó hơi bị lặp đi lặp lại mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ nói chuyện tâm sự các kiểu, còn có mấy phát tưởng họp là xong. Thế đếch nào lúc sau lại họp tiếp. Peaky Blinder Simulation. Tôi nghĩ là cái gia đình Miles thì phần 1 là khai thác quá tốt rồi. Phần này có thể làm gọn hơn, không phải lại thêm cái phần gia đình Gwen là ổn. Và cơ bản là cái vấn đề của hai bên nó y hệt nhau ấy. Tuyến của Gwen đang làm tốt và hiệu quả hơn nhiều. Tôi nghĩ là cái kiểu stop motion này thì nó phải làm gãy gọn với phê, còn lê thê thì xem nó hơi mệt. Chưa kể là cái build up thì đến đoạn cao trào thì nó cũng hết chứ. Đang chờ đoạn đánh nhau xong rồi hết sướng luôn. Kiểu thế này, đánh nhau đâu. Tôi nghĩ là Across the Spider-Verse là phần đầu trong hai phần phim ấy, nên là nó chỉ set up rồi phần sau giải quyết thôi. Như cái Avatar vừa xong ấy. Với cả theo tôi biết thì các câu chuyện về Spider-Man, kể cả trong comic này, game này, phim này, tất cả đều là câu chuyện về một cậu thiếu niên đang cố gắng để mà do both, để làm hai việc cùng lúc. Đấy là vừa sống cuộc sống của siêu anh hùng và vừa sống cuộc sống của người bình thường, làm người con ngoan trong gia đình. Đấy chính là cái hay và cái chân thực và khiến người ta rất là dễ đồng cảm với người nhện chứ, đúng không? Đấy là vấn đề gia đình thì gia đình nào mà chả thế. Kiểu ngồi xuống nói chuyện một lần là giải quyết xong thì nó không còn là gia đình nữa mà đấy là họp cổ đông mẹ rồi. Còn lâu ấy. Ông chưa từng đi học cổ đông đúng không? Cổ đông thì không khác gì gia đình đâu. Có khi nó mất tiền thêm. Nghe giống gia đình phết. Nói chung là đấy, người nhện trong phim cũng mới chỉ là học sinh cấp 3 và sống cùng gia đình thì làm gì có chuyện trốn đi cả ngày mà không bị ai để ý. Đầy người đã từng là học sinh và đã từng bị như thế rồi là cứ đang ở ngoài đường làm gì đó quan trọng với vận mệnh nhân loại phát, như là kiểu uống cà phê với bạn này hay là bắt Pokemon. Tự nhiên gia đình gọi về phát. Ui, cứ đang rửa việc thì gọi về, sao mẹ cứ gọi mãi thế, kiểu thế. Chính những câu chuyện đấy nó là signature của Spider-Man và những câu chuyện hàng ngày của một thằng nhóc đang cố gắng cân bằng giữa làm siêu anh hùng và làm con ngoan. Nó không như Superman đi cả ngày xong rồi đi vòng vòng thế giới rồi bay ra ngoài vũ trụ rồi đánh kẻ xấu, ác nhân các thứ, cứu ngoài hành tinh các thứ mà chả ai quan tâm. Tôi hơi cảm giác là nó bị bôi thời lượng ra một tí và nó còn cắt khúc hơn cả Avatar.
như kiểu là đến đoạn tổng nước chuẩn bị đánh cái tàu đánh cá thì nó hết phim, nhưng mà không có nghĩa là phim không trau chuốt nhá. Có rất là nhiều thứ hay ho, fan vỗ tay rất nhiều những đoạn mà tôi không hiểu lắm, kiểu có Easter egg cho fan cứng ấy. Đáng ra ông phải đi xem buổi công chiếu, có người còn vỗ tay vì cả bọc ngon. Vài năm trước tôi xem thì tôi thấy là thích Miles và Wan hơn, nhưng bây giờ thì tôi thấy hai đứa này nó chổng hơn ấy, kiểu máu tin nổi lên cao, cái tôi thì nó hút trời luôn. Tôi tưởng đấy là nhận là phải trầu chứ. Kiểu nhận Toby hay là Andrew nhiều pha cũng trầu này, đi đánh nhau này, đi nhau kiếm tiền mua xe này, thả thằng trộm gián tiếp giết bác Ben này. Ông đã nói về cái việc mà nó chống đối cái Spider Society đúng không? Để mà cái gia đình đúng không? Ừ đấy. Ông không muốn nó trẻ trâu nhưng mà kiểu nó trẻ mà. Nó còn trẻ vậy thì mà nó được quyền trẻ trâu. Và phim này lấy mốc thời gian sau phần 1 nó không quá lâu nhá, mà chắc chắn là không có ai ngủ một đêm thành người trưởng thành ngay được. Ông biết này không? Ông mà định nói mẹ tôi thì không đâu. Không, thành giống. Nói chung là cái này không phải là phê phán nhé. Đây là kiểu đang nói một cái sự thật là có những người xem phim sẽ vô thức áp cái thưởng thức của họ tại thời điểm đó vào nhân vật, và từ đó thấy nhân vật trong phim vô lý và khó ưa. Tôi nhiều khi cũng thế, tôi biết. Thường tôi thích cái cách là đặt mình vào tình cảnh của họ hơn để mà nghĩ xem cách quyết định đấy nó có hợp lý hay không. Với người nhện thì tôi nghĩ là có, nó rất là con người ấy. Kiểu muốn làm điều tốt vì lợi ích chung của thế giới này, nhưng mà không phải dùng cái cách là hy sinh gia đình của mình, không phải đùng cái bảo hy sinh gia đình làm ngay được, không phải chấp nhận nhanh như vậy được. Tôi nghĩ là một cái mà có thể làm nhiều người khó tính cảm thấy cấn ấy là cái cách mà Morales nó kiêu ngạo ấy, nó nghĩ là nó có thể chiến thắng được số phận, kiểu I'm Spider-Man but I can do both. Nên tao vừa có thể bảo vệ bố tao mà bảo vệ sự toàn vẹn của dòng thời gian. Như thế thì nó sẽ hơi bị tiêu chuẩn kép, tại vì phần đầu thì Kingpin cố cứu gia đình thì người nhện nó lại phá, xong bây giờ nó lại có quyền phá hủy mọi thứ chỉ để cứu lấy gia đình, hoặc là nó có quyền để đặt mọi người vào trong cái rủi ro đấy, đặt cả vũ trụ, cả thế, tất cả mọi thứ vào cái rủi ro đấy chỉ để cứu bố nó thôi. Nên là cái đoạn 2099 chửi Miles thì tôi xem khá là phê. Hành xử theo kiểu là đúng là tao đẻ là chúng mày. Tôi nghĩ một là cái việc nó nhắc đến câu kiểu chúng ta là Spider-Man mà, kiểu we're Spider-Man guys, thì giống kiểu nó không giống câu ngạo mạn lắm, nó giống kiểu như là khi mấy đứa xung quanh mình làm kịch bản như thì chúng mình bảo ê, chúng mình là người sáng tạo nội dung cơ mà, kiểu thế. Nó kiểu nhắc nhở rằng là cái cốt lõi công việc của chúng mình là gì, chứ không phải là câu ngạo mạn rằng là bố mình là Spider-Man, bố mình làm được hết. Thứ hai là cái Kingpin với cả Spider-Man nó hơi không giống nhau lắm. Cái tư tưởng của Kingpin là kiểu đấy là cách duy nhất, tao phải làm thế để cứu gia đình tao và tao chỉ vì gia đình thôi. Còn Spider-Man là kiểu luôn có cách khác mà, luôn cách để cứu cả hai mà. Tức là đấy vẫn là cái ý tốt, chúng ta không phải là kiểu tiêu cực Kingpin. Kingpin thì muốn tìm vợ con nên là mới mở cổng. Giờ mà cho Miles được tất thì phần 1 nó sẽ bị bất công bằng với Kingpin ý. Và nghiện Miles được búp quá ý. Đánh cả trăm nghiện khác ở nơi xa lạ mà nó hơi khiên cưỡng một xíu. Ở cái đoạn đấy tôi thấy là cũng hơi được búp quá là thật. Tại vì tôi nghiện nào cũng khỏe như nhau mà đúng không? Hay là tại vì là ông Miles sẽ được cắn bởi con nghiện nó từ vũ trụ khác nên nó khỏe hơn tí. Tôi chả biết, nhưng mà về cái phần Kingpin nhá, tên phim là Spider-Man, cái này không cãi được. Khi nào tên phim là Kingpin mà Kingpin thua thì cái đấy mới có vấn đề. Cái thứ hai là cái chuyện mà bị người nhận đuổi ấy. Tôi nghĩ là nếu cứ cho là mọi người mạnh bằng nhau nhá, thì khi mà một người A một người B mà cùng vận tốc họ đuổi nhau thì không thể nào mà họ đuổi kịp nhau được đúng không? Họ sẽ luôn như thế này. Đông hơn. Nhưng mà họ cũng cùng vận tốc đúng không? Tôi nghĩ là khi nào mà kiểu họ bị Miles đánh bại ấy, thì đấy mới là vô lý, còn đây chỉ là chạy thôi. Và thậm chí mấy cái Spider-Man khác cũng không thực sự muốn bắt nó, mà chỉ là 2099 muốn bắt thực sự thôi. Còn mấy ông kia kiểu ê, ông ấy ra lệnh cho mình bắt, kể cho mình bắt nó đi. Nhiều ông có khi còn chả biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thấy mọi người chạy thì mình chạy theo. Không chỉ người quen như là Gwen hay là Peter B mà cả đứa canh cổng cũng không thực sự muốn ngăn Miles ấy. Cái nhóm quen tập hợp lại cũng có vài tay lạ, chứ không phải là chỉ mỗi mấy ông người quen như là nhện Ấn Độ với cả nhện Noa. Tôi không biết là phim có định thu xếp cho có một cái phe chống đối 2099 trong phần sau không, hay đảo chính từ đấy không. Nhưng mà kể cả không ấy thì chắc là họ chỉ là con người ấy. Kiểu khi đưa ra một cái phát là ai rồi cũng chết thì mình có thể nhìn nhận cái chết của người thân rất là bình thản ấy, buông xuôi ấy. Đó là khi mình thấy trước và mình có thời gian chuẩn bị. Còn nếu đùng phát ông biết rằng ngày mai ngày kia người thân của mình mất đi do người khác hãm hại và ông không được phép bảo vệ người thân của mình, bởi vì làm vậy là ảnh hưởng đến đa vũ trụ, một cái mà ông còn chưa chắc là được chứng minh, thì ông không chấp nhận được. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà 2099 đưa ra khá là nhiều lập luận với cả dẫn chứng rằng là người nhện nào thì cũng phải hy sinh, và đấy là cái kiểu nó làm nên người nhện rồi ấy. Bất cứ sự kiện nào thay đổi thì cũng sẽ ảnh hưởng không chỉ đến người nhện ở thế giới đấy mà còn ảnh hưởng đến các vũ trụ khác nữa ấy. Mà ngay từ đầu từ phần 1 nhất là con nhện từ thế giới khác xuất hiện thôi là đã khiến cái Peter Parker của thế giới Miles chết rồi. Nó xuất hiện là Miles bị cắn này, Miles bị cắn nên là Miles biến đổi này, Miles biến đổi là Miles lại tìm ra xác con nhện, Miles tìm ra xác con nhện là bị vướng vào cuộc chiến giữa Peter và Kingpin này, và sau đấy là Peter mới bị phân tâm và tốn thời gian hơn là Kingpin thì mới mở được máy này. Và cái ảnh hưởng của từng thay đổi đó thì đều được đưa ra khá là rõ ràng. Tôi xem thấy là 2099 giải thích đến thế rồi mà ông Miles vẫn không tin,
thì tôi nghĩ là vì nó cũng khá là trẻ trâu, nó còn quá non ấy, và nó quá là nóng đầu để làm lưới. Tôi nghĩ ở đây là có thể 2099 nó bị nhầm giữa định luật với cả định lý. Người nhận nào cũng mất ai đó gần gũi thì nó có thể là định luật, nhưng mà nó không nhất thiết là định lý. Hơn nữa, nếu một người nghe ai đó bảo rằng là thôi không, ông không làm được đâu, xong rồi kiểu từ bỏ ngay lập tức, thì thật sự tôi tin người đấy cả đời sẽ không nấu được một cái nồi cơm ngon ấy, chứ đừng nói là người nhện cứu thế giới các thứ. Cái vụ người thân chết thì cũng cấn ấy, tại vì Gwen thì có Peter chết này, Miles thì có chú chết này, Peter Parker thì có bác Ben chết, nói chung là ok đi. Rồi một hồi lại thêm một ông đại tá công an nữa chết và không được cứu, thì tại sao lại cần thêm một xác nữa, buồn ấy. Tôi nhớ là đại tá của Toby thì cũng vẫn sống khỏe, còn Tom thì không có đại tá nào, đúng thì cũng có đại tá của Andrew thôi. Ông nhớ là người nhện mất người thân, đại tá của Toby có thân có biết mặt gì đâu. Còn Tom thì thôi, người nhện của vũ trụ MCU không xứng đáng được đặt trên bàn ở đây. Cơ bản mọi người vẫn cho rằng là đại tá thì phải chết, nhưng mà từ đầu thì chú Ben hay là Gwen trong những cái phiên bản người nhện kia có phải đại tá đâu. Peter Parker trong thế giới của Gwen cũng có phải đại tá đâu, mà họ vẫn chết. Đã thế nhất trong phim này lại còn về sau cho bố của Gwen từ chức, thì đấy là cái mốc cho Gwen thấy là tương lai có thể thay đổi được, rằng là bố của Gwen không nhất thiết phải chết, và nó trở thành cái động lực để mà Gwen giúp cho Miles còn gì. Nên tôi thấy tất cả những cái đấy nó góp phần bẻ gãy cái lập luận của 2099. Nếu phim có sạn thì ở chỗ là tại sao một cộng đồng toàn là người nhện thông minh, giải thưởng khoa học, 200 IQ các thứ mà lại tin răm rắp vào một ông chú bắn tơ nhện bằng laser. Không, thật ra nếu mà ông bắn ra tơ nhện bình thường xong rồi có ông bắn ra tơ nhện laser chắc ông tin em hiểu. Nó khác hẳn. Ừ, thực ra thì ông ấy nhìn có vẻ giỏi về khoa học phết. Xong cái phần cốt truyện, phần Miles trẻ trâu nhá. Giờ thì đến cái phần hình ảnh phong cách, nó làm tôi nhớ đến Arcane, dù là Into the Spider-Verse thì ra trước này. Mỗi vũ trụ thì có một ảnh khác nhau, nên là luôn có một cái gì để soi xem hay không. Biểu cảm là chuyển động nhân vật rất là thật này, cảm giác giống là mocap hơn là animate. Trừ là có thể nhiều khi là bạn hơi bị quá tải. Nếu mà bị động kinh cảm quang thì đây không phải là bộ phim này cho bạn. Nhưng mà nó thực sự đẹp đúng không? Hôm trước tôi đọc comment thấy một ông bảo rằng là dân design, đồ họa, các thứ nói chung ấy, mà xem phim này ấy, thì có thể dừng ở bất cứ giây nào mà lấy giấy nháp, lấy bút chì ra mà ngồi sketch lại. Cái phim là hình ảnh tuyệt tác thực sự. Nhưng mà sẽ không có cảnh nào mà khiến tôi sởn da gà hơn là cảnh Leap of Faith, cái đoạn mà cú nhảy niềm tin của Miles nhảy khỏi tòa nhà gà. Phần 2 thì vẫn là rất tốt, nhưng mà nó chỉ là hoàn thiện những gì đã có sẵn từ phần 1 thôi. Chắc là tôi sẽ thiếu cái cảm xúc của cái lần đầu mà tôi xem cái style này. Ừ, công nhận cái Leap of Faith xem sướng thực sự. Nhưng mà tôi thấy cảm xúc của tôi nó vẫn bùng nổ phết. Chắc là do kiểu quá lâu từ khi tôi xem phần 1 rồi, với cả từ đầu năm đến giờ chưa có phim nào mà hình ảnh cỡ này được cả. Nên xem này cảm giác sung sướng phết. Chắc là cái phần cảm xúc thì tôi nghĩ là do cảm nhận cá nhân của mỗi người. Tôi thấy nhiều người vẫn bảo là hay mà. Có một số người thì có thể bảo là không bằng phần 1, nhưng mà về tổng thể thì nó vẫn hay hơn khá là nhiều phim Marvel được làm gần đây. Và miễn là phần 3 không phá thì đây chắc chắn là sẽ là cái trilogy mà nghiện hay nhất lịch sử. Không bằng phần 1. Phim này tôi không nhớ tôi nói trong cái video review chưa, nhưng tôi đánh giá là nó phải hay gấp rưỡi phần 1. Hình ảnh ấy tôi nghĩ là chỉ có thể đi lên chứ không thể nào mà đi xuống được, bởi vì cái gì cũng thế, cả CGI lẫn cả hoạt hình ấy. Đấy là khi đạt đến một cái ngưỡng phát triển ở đấy thì tốc độ phát triển của nó sẽ bị chậm lại, vì nó quá tuyệt vời rồi nên là rất là khó để mà làm tốt hơn nữa, phát triển hơn nữa. Kiểu như leo núi, thời gian đầu ông có thể ông hùng hục cũng chạy lên, nhưng mà càng lên đến gần đỉnh ông càng mệt, và ông đuối sức và ông khó để nhích lên từng tí một thì vẫn là đỉnh nữa thì mới chuyển thế thôi. Và bây giờ là dự đoán phần 3. Nếu bằng một cách nào đấy mà Miles nó được búp bẩn này, rồi tháo gỡ mọi chuyện, ông happy ending, gia đình ông nhau sớt mướt rồi kết thúc, thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ coi là không thỏa mãn và bảo nó tệ. Tại vì như vậy thì quá an toàn và dễ đoán này. Nếu mà phần 3 cho Miles ăn hành cực mạnh này, te tua này, rồi phải nhận ra là phải hy sinh để bảo vệ đại cục, thì tôi nghĩ là cái trilogy này sẽ đi vào lịch sử giống như cả lúc mà nhận Andrew mất Gwen ấy. Kiểu bây giờ có thể là người ta bảo không hay, nhưng mà ai cũng nhắc lại cái như là phần kiểu sáng ấy, là Spider-Man buồn lắm. Thì hy vọng là phần sau sẽ không biến Miguel thành người xấu ấy, và thì thế bình thường quá. Tại vì 2099 cũng có lý do chính đáng mà. Nếu mà xây dựng tốt thì nhân vật này sẽ có sức hút này, để tạo chiều sâu và mâu thuẫn cho câu chuyện này, giống như kiểu là Thanos của Infinity War ấy. Nếu mà 2099 vẫn đúng ấy, vẫn giữ được cái chất anh hùng, trách nhiệm của Spider-Man thì nó sẽ hay hơn. Và nếu dìm 2099 rồi buff Gwen Miles thì tôi nghĩ là sẽ bị chê nhiều, sẽ nhạt. Phần tới phản diện chắc vẫn là Spot, hoặc có thể là thêm một lô cấp phản diện của vũ trụ khác, kiểu như là Spot có năng lực du hành đa vũ trụ ấy, thì sẽ đến cái vũ trụ của 2099 hay là bất cứ vũ trụ nào đấy, xong rồi lôi những Spot khác ra, hoặc lôi những thằng phản diện mà bị Spider-Man bắt ra xong rồi đấy là một quả đấm bắt tổng chẳng hạn. Bởi phim hoạt hình với cả siêu anh hùng thì làm tôi nghĩ chả bao giờ để các siêu anh hùng đánh hại giết nhau được ấy. Cái mà tôi kỳ vọng hơn là kiểu Spider-Man là assemble ấy, kiểu No Way Home không có tuổi ở đây. Và cuối cùng thì có một cái tôi sẽ nói ra bôi cho video dài là vấn đề chuyển giới trẻ em. Có. Cái này thì hơi giống kiểu cộng đồng mạng bị overthinking một tí. Thực ra nó chỉ là một cảnh trong phòng quen của cái lá cờ chuyển giới, ghi chữ là bảo vệ trẻ em chuyển giới. Xong mọi người bắt đầu rộ lên tin đồn là kiểu là quen là người chuyển giới. Cái lá cờ đấy thì nếu mà không soi thì sẽ không thấy được. Nội dung phim thì hoàn toàn cũng không nhắc đến. Trừ nào đạo diễn hay là nhà sản xuất xác nhận Gwen là chuyển giới thì tin. Chắc là tôi nghĩ là chỉ cần nghĩ đơn giản là
Gwen với ông bố support hội chuyển giới thôi. Xong rồi màu trang phục của Gwen thì cũng bị bảo là giống màu cờ của người chuyển giới. Nên là trên mạng thì lại có thuyết âm mưu là Gwen là người chuyển giới. Có một cái nữa là cái phim này ấy có vẻ là, theo tôi biết nhá, là họ chỉ dùng có 100 triệu cho Spider-Verse thôi. Thế đó. Ừ, nghe kiểu rẻ vãi chưởng, trong khi những cái phim như kiểu hình như Nàng Tiên Cá vừa đây là 250 triệu à? Chả nhớ. Nói chung là chi phí 100 triệu cho cái phim này quá là rẻ và tôi sẵn sàng muốn chi thêm tiền để ủng hộ cho đội ngũ sản xuất, nhất là các artist. Ông định chi bao nhiêu? Chi 500 nghìn 500 đồng à? Thì ít ra thì mình đi xem, vẽ thêm được một nét đi, đi xem phim thêm vài lần, đúng không? Mỗi người như tôi gộp lại thì cũng khá khá đấy, tôi tin là như thế. Và đó là ý kiến của hai đứa ngẫu nhiên trên mạng về Spider-Man Across the Spider-Verse. Ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn muốn chúng tôi bình luận về chủ đề tiếp theo thì hãy để lại bình luận phía dưới.